Ok, Thao Chim Cô Gáy xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các bạn ở trên trên Zalo. Kính thưa các bạn, hôm vừa rồi thì qua thông tin thì các bạn có gửi lời đến chúc mừng sinh nhật trên Zalo, trên Facebook. Và các bạn thấy đấy là trên Zalo thì mình mở ra có khoảng 2 đến 300 tin nhắn mới, mình không có thể là nhắn được một cái lời cảm ơn nó cụ thể đến từng bạn. Đó. Qua cái video này thì mình muốn nói lời cảm ơn, chân thành cảm ơn tới tất cả các bạn đã quan tâm và gửi lời chúc đến chúc sinh nhật đến mình. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm mà đó cũng là cái tình cảm.